Alo, alo, alo. Xin chào 500 anh em nha. Đây là mình lại tiếp tục cuộc chiến tiếp theo. Cuộc chiến này hơi bị dài luôn. Bảo vệ bức tượng của mình. Cửa 22. Không biết là cuộc chiến này bao giờ kết thúc đây. Mình thiệt hại khá nhiều con số à, phải mua bổ sung rồi. Cắm pháp sư ra luôn, thằng này càng ngày nó càng mạnh. Chúng mày lên đây nào, lại lại cứ nhắm cướp này, nó lắm cướp thật đấy. Chết nó đi. Nó xong lên nói nha. Sao đá hắt mặt cái kia. Nhập nó thôi à. Anh em rút rồi, đông quá. Anh nào rút nào. Về phía sau. Lên thủ rồi. Rồi, nó sợ chạy rồi. Mình thắng rồi. Bọn này có đây ạ. Cửa tiếp theo là 23 rồi. Nay 23. Xem đội quân ở đâu hết rồi nào. Con đứa nó bị nó đi từ Hạ Long sang Cẩm Phả, nó đi chợ chợ một chợ hai đi chợ đấy à. Xuống điều tra cũng nên nhanh. Thằng nào yếu được nên nhanh thôi, thằng nào khỏe lâu lắm. Xuống xong bị chưa còn chọc tiết thì nó cả cây. Cả lũ. Chết vì cái ấy phải không anh Khánh? Có phải không? Rồi, mình lại thắng rồi. Tiếp theo nào. Cửa tiếp theo luôn. 24. Thằng đầu vàng ra nào.
À, đợt này mình chỉ thú thôi, không lên nhá. Giờ học sinh còn thì cấm. Trước đêm lại trước chưa có trước chưa có ai bị đó thì mẹ loạn nó cả lên này, giờ có người bị nữa thì còn loạn nữa. Cứ mở mồm ra em long em phải vào mồm ngay. Hôm qua anh Hải cũng lại đơn vị à? Quân số đâu hết rồi, xong cái nào? Archidon quân tan tác mất rồi. Chơi. Archidon's fire. Này cẩn thận quá. Sao nào? Được. Archidon's fire. Để nó thắng được đi được. Quân nó sợ rút lui rồi. Mày thế nhỉ? Rồi mình tiếp cửa tiếp theo nào. Cửa 25. Tiền này. Có thêm một thằng nữa ra nào. Đông lắm. Anh em cố gắng thế nào. Chết nó đi. Để lọc thằng đấy này. Bắn chết đi anh em. Khó quá anh ạ. Anh em tự quá. Quá đớn luôn. Mình chết mất rồi. Hai mươi sĩ rồi. Archidon fire. Quân nó sợ. Rồi. Đó, xin chào bạn nha, mình tạm dừng video ở đây rồi.